À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Thoát chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 19 tháng 11, nhận định thị trường và các cổ phiếu từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021. À, trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. À, thì hôm nay anh chị có thể thấy phiên giao dịch này là một phiên mà thị trường bán ra khá là mạnh với khối lượng. Thì hôm nay là tiếp tục kỷ lục với anh chị nhé, kỷ lục là 1,5 tỷ cổ phiếu trên VN Index thì anh chị thấy có thể thấy hôm nay là một cái phiên mà vn index bán ra khá là mạnh à, nó kết thúc phiên là giảm 1,2%. và có những thời điểm anh chị thấy nó rũ xuống rất là sâu sau đó nó kéo lên thì nó vẫn nằm ở trên đường trung bình ma 20 của vn index tuy nhiên thì nó dưới khá là sâu so với ma 10 các anh chị có thể thấy là cái phiên ngày hôm nay nó đã phá đi cái cái xu hướng lên gần đây các anh chị thấy có những cái phiên như thế này này và thấp hơn những cái phiên như thế này này là nó, nó đã, phá đi viên index thì là, là vẫn trên mà 20 nhưng đã phá đi cái xu hướng lên ngắn hạn gần đây rồi còn đối với viên 30 thì các anh chị thấy là nó nó yếu hơn khá là nhiều so với viên index kể từ phiên ngày hôm qua thì là nó đã thủng được trung bình mà 20 rồi đúng không anh chị có thấy thì phiên hôm nay tiếp tục là rũ xuống rất là sâu và kéo lên thì đóng ở phía giữa của cái thanh ba và khối lượng khá là cao à, tuy nhiên thì các anh chị thấy là đối với vn30 thì khối lượng vẫn thấp hơn một số cái phiên ở à, trước đó nhé nhưng đối với VN index thì là kỷ lục về khối lượng cho thấy có thể thấy là rất là nhiều những cái nhóm cổ phiếu nhỏ hôm nay được giao dịch với khối lượng rất là lớn app index và hnx index này thì khá là tích cực hơn một chút đều vẫn trong cái xu hướng lên nhưng hôm nay là đều bán ra với khối lượng khá là lớn nếu mà nhìn một chút về phân phối các anh chị thấy có thể thấy này à, trong cái giai đoạn gần đây nhé trong cái giai đoạn gần đây này thị trường khi mà mình cũng có chia sẻ với các anh chị là rất nhiều cổ phiếu chạy nước rút đúng không các anh chị có thể thấy là rất nhiều các cổ phiếu chạy nước rút ở dòng bất động sản rất nhiều các cổ phiếu chạy nước rút anh nhìn thấy là, là sen kẽ những cái phiên mua vào thì vẫn có những cái phiên bán ra gọi là những cái phiên phân phối khá là mạnh anh chị thấy có thể thấy ở trong vòng 15 ngày gần đây này. Từ trong 3 tuần thì có 6 phiên phân phối cơ. Còn trong vòng 10 ngày thì 4 phiên phân phối có thể hôm nay đây, một phiên phân phối này. Phiên ngày 16 tháng 11 là một phiên phân phối này. Phiên ngày 11 tháng 11 là phiên phân phối này. Phiên ngày mùa 3 là một phiên phân phối này. Tiếp đó là ngày 1 tháng 11 là phiên phân phối. Thì anh chị thấy có thể là cái mật độ phân phối nó khá là dày. Như vậy là nếu mà xét về góc độ Ồ, oh, phân phối thì nó là rất là dày nhé Thứ nhất là phân phối rất là dày Thứ hai là nó đã phá đi cái xu hướng lên xu hướng đi lên ngắn hạn rồi và nó đang rủi ro ở cái đường trung bình mà 20 anh chị nhé thì như thế này thì báo hiệu thị trường khá là rủi ro nhé khá là rủi ro mình không nói là thị trường nó sẽ sập ngay lập tức nhưng mà nó khá là rủi ro bởi vì nếu chị thấy là trong một cái xu hướng lên thì chị có thể trở lại những cái giai đoạn như thế này này Ít nhất là có những cái phiên mà nó phá cái kênh lên như thế này này Đấy Đây chị thấy này Thì nó sẽ nguy cơ tạo thành một cái giai đoạn Đao chen ngắn hạn Chị nhìn thấy bao giờ thế nhé Bao giờ là những giai đoạn thị trường định sẽ có những cái phiên Mà nó rút rất là mạnh Nó sẽ có thể thủng hai 20 Hoặc là gần thủng Nhưng mà nó phá đi cái xuống lên dụ những cái phiên như thế này Nó tạo thành Các cái xuống lên nhé Thì anh chị thấy các cái điểm xoay này này là bao giờ nó sẽ cao tăng dần lên nhưng mà nó phá như thế này thì là rủi ro nhé đây như này đánh nhau lên thì nó sẽ phải cao hơn những cái phiên như thế này này nhưng mà như này thủng rồi nhé thì khá là rủi ro thì mình thấy có một thấy có một điều là gần đây rất nhiều các anh chị à, cái giai đoạn gần đây thì chúng ta được tiêm vaccine sợ hãi thì giai đoạn gần đây chúng ta lại được tiêm rất là nhiều những cái vaccine mà lạc quan quá lạc quan và tích cực thì cái việc mà chúng ta lạc quan và quá tích cực đối với thị trường nó sẽ cho chúng ta một cái trả giá rất là đắt cái này phải chia sẻ hơi thẳng thắn một chút nhưng mà nó cũng rất là nghiêm túc bởi vì nếu chúng ta là những người trải qua trong thị trường chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta mua ở cái vùng thấp này, này có thể lợi nhuận chúng ta không cao nhưng mà cái lợi cái rủi ro nó lại sẽ rất là thấp cái vùng trên cao này các anh chị đâu đó chúng ta nhìn thấy những cái lợi nhuận rất là cao nhưng mà thực tế thì cái rủi ro nó cao hơn rất là nhiều anh chị nhé đây là chia sẻ với anh chị thì thị trường ở mức độ gọi là rủi ro nguy hiểm thì ở đây thì các cổ phiếu nào mà đang chạy nước rút thì các anh chị có thể nắm giữ còn nếu không có thì theo mình cũng nên là giảm bớt các tỷ trọng đi chốt lời bớt đi thanh lý bớt cổ phiếu hoặc kể cả cắt lỗ thì chúng ta cũng nên giảm bớt cái tỷ trọng xuống bởi vì cái việc nắm giữ cổ phiếu giờ này rất là nguy hiểm thì cơ bản là sẽ có một cái nhịp trình khá là lớn sắp sắp tới với những cái diễn biến như vậy đây là về các cái chỉ số index. Ngoài ra anh chị có thể nhìn thấy cái chỉ số số lượng cổ phiếu tốt của mình có hay theo dõi đây này. Đây các anh chị thấy này. Đây là các cổ phiếu tốt trên thị trường các anh chị thấy nhé. Hôm nay là điểm số nó đã thùng A10 rồi nhé. Thùng A10. Tức là bình quân các cổ phiếu mà có cái thanh khoản tốt đó. Thùng A10. Và số lượng cổ phiếu tốt này giảm rất là nhiều. Giảm rất là sâu. Hôm nay chỉ còn 231 cổ phiếu thôi. Và các anh chị thấy là vào những cái giai đoạn mà chỉ số lượng cổ phiếu tốt nó sâu giảm như thế này này đấy bao giờ nó sẽ có những cái nhịp chỉnh chỉ như chị nhìn đây này. Đấy, đúng không anh chị thấy bao giờ những cái số lượng cái cổ phiếu tốt nó giảm cũng báo hiệu những cái rủi ro nhất định chúng ta cần thận trọng hơn cái việc mà chúng ta thấy rằng là, là gần đây khi mà những cái giai đoạn mà thị trường các anh chị thấy là gần như nó cứ rũ sau đó nó kéo lên nó rũ lại kéo lên đúng không? thì chúng ta sẽ có cái lạc quan mình hay gọi là vaccine ấy, đúng không khi mà thị trường mà mãi nó không lên thì chúng ta sẽ được tiêm vaccine sợ hãi khi mà thị trường rũ mấy lần mà không chết thì chúng ta sẽ có một cái vaccine rất là lạc quan và sau đó thì chúng ta sẽ trả những cái giá rất là đắt cái việc mà các anh chị thấy nếu xem cái kênh top chứng khoán thì các anh chị theo dõi có thể thấy là trong những cái phiên giai đoạn gần đây khoảng một tuần trở lại đây là mình luôn luôn chia sẻ là thị trường đang giai đoạn chạy nước rút rất nhiều cổ phiếu chạy nước rút thì chúng ta sẽ không gia tăng nguồn vốn nữa đúng không? Chúng ta vẫn nắm giữ cổ phiếu. Chúng ta có thể mua mua cổ phiếu bổ sung nhưng mà không không dồn quá nhiều vốn vào, không dùng quá nhiều vốn vào để chúng ta gia tăng. Bởi vì cái việc của chúng ta kiếm một lợi nhuận ở phía dưới này thì chúng ta sẽ trả giá rất đắt ở cái vùng phía đỉnh hoặc sau đây để Các anh chị có thể nhìn thấy rất, rất... gần đây thị trường lên chúng ta lạc quan thôi nhưng mà các anh chị nhìn thấy những cái phiên như thế này này nó là những cái phiên mà phá vỡ kênh lên đấy đây một cái điểm xoay này điểm này cái, này cái này có thủng cái này đúng không điểm xoay theo cái cái lý thuyết đào của xu hướng á những cái phiên như này này Đấy, rất nhiều phiên cái nhìn thấy như này này Đấy, nó có phải là thủng cái phiên này đúng không phá vỡ xuống lên này đúng không thủng hai 20 này rất đây này những cái phiên như vậy này bao giờ các anh nhìn thấy những cái điểm xoay này và thủng thủ phá vỡ cây lên thì nó đều rủi ro nhé thì tóm lại là chúng ta nên thận trọng vào giai đoạn này chúng ta nên chốt lời hạ bất tỷ trọng cổ phiếu mà để an toàn có thể có thể ra thị trường cũng được đây là cái nguyên tắc mình chia sẻ với anh chị à, đối với các cái dòng cổ phiếu mạnh thì anh chị có thể thấy là hiện nay khá rất nhiều các cái dòng cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung thị trường chung thì đây là thể hiện thông qua cái điểm số bình quân của thị trường thì cái dòng mạnh hơn thị trường là ví dụ hiện nay có ô tô này từ khóa này bán lẻ này khai khoáng du lịch xây dựng sản xuất và cung cấp điện truyền thống này các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh này dịch vụ bất động sản này cái ngân hàng này thì cũng không phải là mạnh hơn đâu do là hôm nay thị trường nó rơi nhiều quá thì cái ngân hàng nó đẩy lên thôi như về bản chất thì cái nhìn thấy là đó. về bản chất thấy cái ngân hàng nó không phải là dòng mạnh mà thị trường này còn thấp hơn cả những cái dòng yếu thì thị trường là đang là yếu rồi đúng không đấy anh chị nhé về giả soát các danh mục theo yêu cầu các anh chị và hôm nay thì mình cũng sẽ không chia sẻ các cổ phiếu cho điểm mua nữa mình sẽ không chia sẻ các anh chị các cổ phiếu cho điểm mua nữa bởi vì uh, mua bây giờ rất là rủi ro rồi chúng ta sẽ không mua cổ phiếu nữa chủ yếu liên quan đến quản trị danh mục cái nguyên tắc cái file Excel á, thì mình hay tặng cho các anh chị ở trong nhóm VIP á. thì anh chị uh, nào mà không thuộc nhóm VIP mà muốn nhận được file này thì like video và comment video xong đó thì uh, inbox cho mình qua Zalo thì mình sẽ tặng các anh chị thì các anh chị thấy là về nguyên, tắc ở đây chúng ta hoàn toàn có nhìn thấy thứ nhất là các cái dòng cổ phiếu mạnh ở đây này đây các anh chị vào dòng cổ phiếu mạnh này các anh chị chọn dòng cổ phiếu mạnh này đấy thì các anh chị sẽ thấy dòng nào là dòng mạnh ở đây này chọn các cổ phiếu tốt nhất này chọn các cổ phiếu mà xu lên cây trên này đấy thì nếu có các cổ phiếu của anh chị nằm dưới mà thuộc những cổ phiếu này này Ví dụ như bán lẻ tổng hợp này có khoảng 3 hay 4 cổ phiếu đúng không? PIT này, WDGW, DGW, WG này. Đấy, một số cổ phiếu hỗ trợ kinh doanh này. Một số cổ phiếu chứng khoán này. Bất động sản, du lịch, ô tô này. xuất điện này, xây dựng này. Đấy, thì đây là những cái cổ phiếu mà mạnh hơn thị trường. Anh chị nhé. Những cái cổ phiếu này mạnh hơn thị trường. Và có vẻ là an toàn. Có những cổ phiếu khác thì đều rất là nguy hiểm các cổ phiếu an toàn này không có nghĩa nó sẽ an toàn mãi anh chị nhé có thể nó sẽ trụ hạng được một số phiên nhất định sau đây có thể nó sẽ rơi anh chị có thể nhìn lại một chút đây mình sẽ kéo đây mình sẽ tua lướt một lượt cho anh chị xem nhé đầu tiên mình chọn các cái cổ phiếu mạnh này các cái ngành cổ phiếu mạnh này đấy đây các nhìn thấy đây các phiếu mạnh nhất đây biết đây hôm tổng tôi hỏi một số phiếu như này pit đang chạy rút này dgw này thì vẫn ok nắm giữ được này vẫn chạy được anh chị nhá những cổ phiếu mà có xu hướng đang chạy như này thì có thể nó sẽ đến ngược thị trường được một số phiên flt này vẫn ok nhá lhm này thì lmh này không tính này Đấy, thế di động này nó ok này Đấy, STA này thì đang chạy phía trên này thì những cổ phiếu như này thì các anh chị oh. vẫn có thể nắm giữ được mặc dù này nó là một cái phiên điều chỉnh nhưng mà nó là một after khối lượng thấp nó là một after khối lượng thấp thì về các bạn có thể nó vẫn chạy được đấy những cổ phiếu như này vẫn chạy HTE này PAN này cổ phiếu này thì không phải là cổ phiếu kênh trên nhé nó có hình thành một cái vùng trên ở đây nhưng mà nó chỉ được có 26% thôi chúng ta chưa quan tâm đến cái cách mà mình lọc ở đây ở đây này nó chủ yếu lọc theo sức mạnh cổ phiếu thôi còn thực tế thì chúng ta vẫn phải nhìn theo đồ thị để chúng ta đưa ra những cái quyết định cho nó chính xác VIG các anh chị thấy rất là mạnh và đẹp đúng không chứng khoán này vẫn ok ART này WSF ok này TC ok này APS ok này AS ok này AGR ok này BD ok này à mình cũng chia sẻ với các anh chị một 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 chút nhé gần đây khi mà mình phân tích cho các anh chị về các cổ phiếu và lựa chọn các cổ phiếu cho điểm mua các thứ thì mình khá là trọng tâm vào các cái ngành cổ phiếu đúng không? Trước đây khi mà thị trường sai quay á thì mình cũng có chia sẻ về lựa chọn các cái dòng cổ phiếu tích lũy. Nhưng mà trong những giai đoạn mà thị trường đi lên mạnh này thì mình sẽ không ưu tiên các cái dòng cổ phiếu tích lũy nữa mà chủ yếu tập trung vào các cái dòng cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung. Đúng không? Vì khi thị trường chạy mạnh, nhiều cổ phiếu chạy nước rút thì chúng ta phải sở hữu nắm giữ các cổ phiếu chạy nước rút trong các cái dòng mạnh thì chúng ta mới có cơ hội để tăng lợi nhuận rất là lớn. Đúng không? Anh chị có thể thấy là các nhiều cổ phiếu bất động sản có những cái lợi nhuận rất là cao chứng khoán gần đây rất là tốt. thì dòng chứng khoán hiện nay nó vẫn là cái dòng rất là mạnh. nhưng hôm nay mình có chia sẻ, nó vẫn là dòng thuộc dòng mạnh nhất rồi. Thế thì hiện nay đương nhiên là nó là mạnh nhất thì sẽ cổ phiếu của nó sẽ là mạnh, đấy là chuyện bình thường, đúng không? Đấy. vẫn ok này, dsc này, những cổ phiếu như này thì vẫn ok này, thì này, vix này, vfs này những cổ phiếu như này các anh chị vẫn nắm giữ được nó vẫn đang trong một xu hướng lên đều trên ma 10 xu hướng lên đây đều xu hướng lên đấy, bất động sản này có một số cổ phiếu này ckg ok này flc ok đang chạy tốt nhé nó là đầu cơ nhưng chạy tốt nhé khg nhé vpi nhé đi ghét này thì không phải là cổ phiếu mạnh nhưng mà nó vẫn đang lên được đấy ship này SGR này du lịch này thì gần đây nó có cái động lượng tăng giá khá là tốt tuy nhiên đồ thị nó thì nó hơi lỏng nhưng mà các anh chị nắm giữ những cổ phiếu như thế này thì vẫn ok này Đấy. cổ phiếu này thì lâu rồi không đúng Đấy. cổ phiếu này thì vẫn là trong nền anh chị nhé Đấy, trong khai khoáng này chạy tnt này IBM này đấy mới có phiếu chạy thì khá là tốt các anh chị thấy đúng không với cái cách mà chúng ta lọc theo nhóm ngành nhé chúng ta lọc theo cổ phiếu tốt nhé đúng không thì các anh chị thấy là chúng ta luôn luôn tìm những cổ phiếu tốt ô tô này ô tô này TCH này HHS này Hasako này đúng không? đều những cổ phiếu ok của này thì không, không tính nhá City for này thì thì nó lọc quá xuất điện đấy KHP này đấy những cổ phiếu rất là mạnh, thì những cổ phiếu này các anh chị vẫn có thể nắm giữ được, PT này, sd 6 này, đấy, đang chạy nước rút này, vẫn MCG này, EVG này, những cổ phiếu như này thì các anh chị vẫn nắm giữ được nhé, CDR này, khá nhiều cổ phiếu rất là giá trị bé, à, giá trị bé luôn, rồi bốn thì tăng rất là mạnh, vẫn nắm giữ được, vẫn nắm giữ được. đấy hôm nay điểm mua bùng nổ đấy đúng không hôm nay điểm mua bùng nổ CTI này đấy những cổ phiếu như này vẫn hát VH này PXE này những cổ phiếu như này các anh chị vẫn nắm giữ được nhé nó mới trong xuống lên DPG này sẽ rất là mạnh luôn đúng không? Đây nhịp mình vẽ cái cái vùng tích lũy của nó từ cái nhịp trước nha này ok này vc 2 ok này sd chín c 47 này hbc này đều tận đây là những cổ phiếu rất là mạnh nguyên lý mà khi thị trường đi lên mạnh thì chúng ta phải tìm các cổ phiếu mạnh giống như mình có giải thích với anh chị trong công thức thị trường chung có phải là bằng bình quân của các, các cổ phiếu trên thị trường đúng không? Thì trong các cổ phiếu nó chia làm hai nhóm một nhóm là mạnh hơn thị trường và một nhóm yếu hơn thị trường thì đây là cái cách mà chúng ta quản lý cái nhóm cổ phiếu mạnh hơn thị trường ấy đúng không? thì khi mà thị trường đi lên thì những cổ phiếu mạnh đương nhiên nó sẽ đi lên đấy anh chị nhé thì cơ bản đến đây là chúng ta đã hết các cổ phiếu tốt rồi bao đến đây là nhóm cổ phiếu kém hơn này đấy và với đồng, ngành bất động sản này thì vẫn nhiều cổ phiếu khá là mạnh nhé. đấy những cổ phiếu QCG này cái chị thấy này những cổ phiếu này rất là mạnh và chạy nước rút rất là mạnh bất động sản này ở trong này bất động sản nó đã bị nhảy xuống dưới này bởi vì uh, số lượng cổ phiếu bất động sản rất là nhiều nhiều cổ phiếu bất động sản nó yếu khi nó yếu thì nó sẽ kéo cái nhóm bất động sản đi xuống thì nó sẽ nhảy thấp hơn cái thị trường chung như thực tế thì các chị có thấy đây này rất nhiều các cổ phiếu bất động sản vẫn rất là mạnh đúng không Thấy những cổ phiếu như này các anh chị vẫn nắm giữ được này. Thì các anh chị có thể lọc ở đây nhé. Đây, các anh chị lọc ở đây, chọn cổ phiếu tốt này. Đấy, khi các anh chị chọn cổ phiếu tốt này. Xu lên kênh trên này, đấy. Đấy, thì đây là những cái dòng cổ phiếu khá là ổn. Nhưng chị nhé, các anh chị nắm giữ được không bao nhiêu cổ phiếu đây nhỉ cũng à, nhiều lắm vẫn 200 cổ không mà nhiều tất nhiên chúng ta sẽ nằm tập trung những cái nhóm ngành mạnh thôi dịch vụ vận tải thì yếu hơn rồi nhưng có một số cổ phiếu vẫn ok nhé chúng ta nên ưu tiên chọn các cái nắm giữ các cái nhóm ngành mạnh các cái nhóm ngành yếu hơn không có nghĩa là các cổ phiếu đều yếu anh chị nhé trong cái những cái nhóm yếu hơn này, này nó vẫn có những cổ phiếu mạnh nhé đúng không đấy thì nó là cái nguyên tắc như thế anh chị nhé thì anh chị có thể tham khảo chi tiết hơn ở cái file Excel. Đây này. Đấy thì hy vọng với những cái chia sẻ ngắn gọn này sẽ giúp ích cho anh chị trong cái hoạt động uh, quản lý đầu tư của mình. Cũng hy vọng giúp cho anh các anh chị nắm được cái tư duy về nhận định về cái cách thức tiếp cận phân tích thị trường theo cái cách mà nó rất là lượng hóa, nó rất là cụ thể và rõ nét. Nhưng anh chị chúng ta không đi vào có rất nhiều cái cái, cái, cái những cái bài học rồi trong lịch sử rồi thì mình cũng sẽ không không đi quá quá nhiều về nó nhưng mà à, chúng ta trong các giai đoạn thị trường ấy, chúng ta cần phải giữ cho mình một cái góc nhìn rất là tỉnh táo và trung lập cho dù một thị trường yếu chúng ta cũng không sợ hãi và cho dù thị trường nó mạnh thì chúng ta cũng không quá lạc quan để đánh mất những cái sự gọi là tỉnh táo trong cái việc là tư duy đầu tư quản lý cổ phiếu quản lý mua cổ phiếu và có những cái hoạt động đặt cược ngược với cái diễn biến thị trường gây thiệt hại lớn cho cái hoạt động đầu tư của mình thì um, hy vọng các anh chị uh, chia sẻ cái, cái... kênh Thóc chứng khoán đến với mọi người và các anh chị uh, đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ Thóc chứng khoán ok uh, chào tạm biệt các anh chị chúc các anh chị buổi tối vui vẻ chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ